kinh văn thử danh dụng tâm vong thất hằng thẩm nịch ư tri kiến ngộ tác vô cữu phi vi thánh chứng nhược tác thánh giải tác hữu hạ liệt di chi túc ma nhập kỳ tâm phủ kiến nhân tự ngôn ngã đắc vô thượng đệ nhất nghĩa đế thất ư chánh thọ đương tòng luân trụy Việc dịch trạng thái này gọi là dụng công mà quên mất tánh suy xét thường xuyên ngưng trại nơi tri kiến. Nếu biết thì không mắc sai lầm, đó chẳng phải là chứng thánh. Nếu cho là chứng thánh thì loài ma hạ liệt, chuyển tính thấy đủ, nhập ngay vào tâm phủ. Khi gặp người điền tự xưng, ta đã được vô thượng đệ nhất nghĩa đế. Khi mất tránh định chắc chắn bị chìm đắm rằng trạng thái này gọi là dụng công mà quên mất tánh suy xét thường xuyên ngưng trệ nơi chi kiến ông không thường công phu ngay việc thường thường thẩm sát lại chính mình trở nên ngưng trệ nơi chi kiến do không thể phân biệt những gì ông biết và suy nghĩ nên ông bị ngưng trệ và kẹt vào những ý tưởng và quan niệm riêng tư của ông nếu biết thì không mắc sai lầm sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra trạng thái đó chẳng phải là chứng thánh nhưng nếu nghĩ là chứng thánh nếu nghĩ rằng ông đã chứng được cảnh giới siêu việt nào đó thì loài ma hạ liệt là loại ma thấp kém suy đồi ghê tởm nhất chuyển tính thấy đủ nhập ngay vào tâm phủ sẽ thấy hài lòng trong bất kỳ tình huống nào nhập ngay vào tâm phủ ông ma ấy sẽ bám vào tâm ông chiếm tâm ông làm sở hữu của nó nó đuổi tinh thần của ông ra khỏi thân ông mọi thứ còn lại chỉ là cái xác thân mê lầm nhưng ông vẫn không nhận thức được điều đó mỗi khi gặp người liền tự xưng ta đã được vô thượng đệ nhất nghĩa đế hiện nay có một người thường đứng trên đại lộ grand avenue thuộc phố hoa kiều ngay tại khu trung tâm thương mại của san francisco người ấy mặc y phục đủ màu sắc lòe loẹt thường nói với khách bộ hành tôi tu trong rừng núi đã năm năm nay đã chứng ngộ giờ đây tôi đã có những thần thông như thế như thế trước đây anh ta đã lạy tôi làm sư phụ và trở thành đệ tử của tôi nhưng anh ta không tuân theo những gì tôi dạy trước khi tôi đến hoa kỳ quý vị có thể đoán được ông ta đã làm những gì ông ta đeo một quả bầu có một vạch sơn trên vai anh ta tuyên bố là đệ tử của tôi và đã học được rất nhiều công phu nơi tôi lại nữa ông ta tuyên bố là có thể giải đáp bất kỳ vấn đề gì khi có ai đến hỏi anh ta đã dùng tên tôi để lừa đảo mọi người bây giờ tôi đã đến hoa kỳ anh ta vẫn còn lừa đảo mọi người nhưng anh ta không sử dụng tên tôi để lừa bịp nữa đây chính là loại ma mà đoạn kinh này đang đề cập đến hắn ta tuyên bố đã đạt được đệ nhất nghĩa đế khi mất hết chánh định chắc chắn sẽ bị chìm đắm anh ta đã mất sạch chánh định không còn tuân theo những gì tôi đã dạy nữa từ khi tôi đến đây anh ta không bao giờ đến nghe giảng kinh hay nghe thuyết pháp mà chỉ tuyên bố là đã đạt đạo đã được giác ngộ đã có thần thông rốt cục anh ta có được thần thông gì các bạn không bao giờ ngờ tới được đó là tiền 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 cho nên anh ta chắc chắn sẽ bị đọa lạc